Gò Công ơi, sao mà thắm thiết, ai đi xa cũng muốn qua về. Trái sơ ri tròn căng chín đỏ, như nụ cười em gái chân quê. Những lời thơ của nhà thơ Phạm Nguyên Ngữ đã nói thay cho tấm lòng của biết bao nhiêu người dành cho mảnh đất xứ Gò này nhiều niềm yêu mến. Ở cái xứ này, không chỉ là quê hương của hai vị hoàng hậu nhà Nguyễn, cũng không chỉ có căn cứ đám lá tối trời của anh hùng Trương Định, mà đây là còn là xứ sở nông nghiệp với ruộng đất phì nhiêu, cây trái ngọt lành. Ở đây có một loại cây tươi tốt quanh năm và những cái trái nhỏ nhỏ xinh xinh, tròn căng mọng đỏ. Với cái vị chua chua ngọt ngọt không có lẫn vào đâu được. Đó chính là trái sơ ri, một đặc sản của xứ Gò Công này. Không biết từ hồi nào mà cây sơ ri đã gắn bó với vùng đất Gò Công nhiều nắng nhiều gió và nhiều đất nhiễm mặn này. Thiệt vậy, xứ này ở gần biển nên thường bị nước mặn xâm nhập quanh năm. Từ đó mà bà con đã tìm những giống cây có thể thích nghi tốt với môi trường sống ở đây. Và cây sơ ri đã cắm rễ nơi xứ Gò này một cách tự nhiên như vậy đó. Cây sơ ri rất dễ sống, dù là ở đất nào, nhưng chính vị mặn của đất Gò Công lại vô tình khiến nó trở nên giòn, ngọt và ngon hơn rất nhiều. Từ đó mà cái tên sơ ri Gò Công cũng ngày được biết tới nhiều hơn, được thương lái đem đi khắp các nẻo chợ, dù là ở quê hay ở phố. Trái sơ ri nhỏ xíu vậy đó, nhưng nó bóng đỏ, rất đẹp mắt, vị ngọt, chua thanh thanh, nhẹ nhàng, và được mang danh là vua vitamin C trong các loại trái cây. Mấy cô sáng sáng xách giỏ đi chợ mà thấy xề sơ ri là thế nào cũng tấp vô lửa nhiệt tình cho mà coi. Từng trái sơ ri mọng nước, chắc giòn, nằm ngoan ngoãn, nhìn là đã thấy thèm lắm rồi. Vừa lửa trái, người bán cũng nhanh tay mời khách ăn thử, rồi thoang thoát múc muối ớt đã đâm sẵn, bỏ chung trong túi sơ ri ngon lành mà người ta vừa lửa xong. Chợ quê mình là vậy đó, vừa được mua trái ngon lại còn được ăn thử thoải mái và có muối ớt kèm theo nữa chứ. Thiệt là thơm thảo quá đi thôi. Nhớ những bữa trưa ngày nắng, tụi con nít ở quê trốn ngủ trưa là thế nào cũng lén đâm muối ớt lụp cụp rồi ôm ra gốc sơ ri quần tụ ở đó. Tụi nó hái cho cả rổ, vừa sống vừa chín rồi chấm muối nhai ngon lành. Đứa nào nhanh tay bóc trái chín đỏ thì cười khoái chí, còn đứa nào chậm tay thì nhai trái xanh mà nhăn mặt vì chua. Nhưng mà đứa nào cũng cười tươi rói. Cái cười hiền lành của con nít quê bên thứ trái quê sẽ mãi mãi là những ký ức thiệt đẹp. Để mai này khi tụi nhỏ lớn lên có đi xa cỡ nào thì cho dù là cherry hay nho Mỹ cũng thua xa trái sơ ri mộc mạc của quê nhà. Khi đó người ta chỉ ước có thể bỏ hết danh vọng, tiền tài, công việc, sự nghiệp để có thể về ngồi lại dưới gốc cây xưa cùng với con tí thằng Tèo chơi năm mười trốn kiếm, rồi dành nhau trái sơ ri chấm muối ớt và cùng nhau cười nắc nẻ gian cả một khoảng trời quê. Trái sơ ri nhỏ xíu chứ ăn ghiền hồi nào không có hay. Mà cái thú ghiền sơ ri cũng nhiều kiểu lắm mà nhan. Có người thì thích ăn sơ ri còn non để mà cảm giác cái vị chắc chát của nó. Người thì thích ăn sơ ri còn xanh để mà ăn cảm thấy cái độ giòn giòn sực sực ở trong miệng, mà đem chấm muối ớt thì ngon bá cháy luôn. Người thích ăn chua chua ngọt ngọt thì phải ăn sơ ri lúc vừa mới chín tới. Nhưng mà Ngọc Phượng thích nhất là trái sơ ri tròn căng mọng đỏ vậy đó, ăn mà ngọt tới ngây ngất lòng người luôn hà. Trái sơ ri tưởng chỉ chừng có thể ăn tươi được thôi, nhưng mà xung quanh cái loại trái bé nhỏ này là cả một thế giới ẩm thực bao la, rộng lớn như dòng sông Tiền yêu thương. Cây sơ ri hầu như rổ trái quanh năm, nhưng cứ vào mỗi mùa nắng nóng thì những thứ giải khát từ trái sơ ri nhỏ bé này lại được nhắc tới nhiều hơn bao giờ hết. Đầu tiên phải kể tới món nước siro sơ ri, hay chính là sơ ri chín ủ đường cho lên men trong một cái hũ sạch. Cứ một lớp sơ ri chín lại rải kèm một lớp đường, sau đó thì đậy nắp kín.
cỡ chừng tháng là có món siro thơm phức rồi đó. Nhà quê nào trồng sơ ri thì mấy bà mấy mẹ cũng làm sẵn mấy hũ để dành. Siro sơ ri vừa thơm mát lại ngọt ngào, đem dắt thêm miếng chanh rồi đập nước đá bỏ vô. Uống một hớp là thấy mát họng lắm, ngon lành tới nỗi cứ uống hết ly này tới ly khác mà cũng chưa thấy đã. Rồi như món chè trái cây thanh mát ở nhà quê cũng không thể thiếu mùi vị đặc trưng của trái sơ ri được. Món chè này là sự kết hợp của các loại trái cây quen thuộc như chôm chôm, nhãn, khóm, mít và sơ ri chín nữa. Nấu nồi nước đường phèn cho ngon, sau đó bỏ mấy thứ trái cây vô, nấu cho thấm nước đường, rồi nhắc xuống để nguội. Múc chè trái cây ra ly, đập đá nhuyễn bỏ vô, lấy muỗng trộn đều rồi thưởng thức để cảm nhận tròn vẹn vị ngọt của mấy loại trái cây ngon quê mình. Ly chè có màu vàng của khóm, của mít, của trái sơ ri nấu chín, có màu trắng của nhãn. Bỏ thêm mấy miếng mứt sơ ri đỏ ao nữa là vừa đủ ngon lành và đẹp mắt. Những trưa nắng chang chang đi ruộng về mà có chén chè sơ ri hay ly chè trái cây mát lạnh thì mệt mỏi bao nhiêu cũng hết. Hay mấy đứa học trò quê, những trưa tan trường, lúc nào cũng thích thú tụ họp ở quán chè, quán nước trước cổng trường. Ăn ly chè trái cây ngất ngây rồi mới chịu về. Cứ vậy mà món chè quê hương đã theo biết bao người, đi từ tuổi ấu thơ đến lúc trưởng thành, và nuôi dưỡng tâm hồn họ luôn ngọt ngào tình quê và yêu quê hương tới già diết. Bà con miền Tây mình á thì hảo ngọt và khoái ăn mứt. Điều này á thì ai cũng biết rồi. Loại trái cây nào bà con mình cũng làm mứt được hết á, từ mứt khóm nè, mứt dừa nè cho tới mứt chuối nữa. Và trái sơ ri cũng không phải là một ngoại lệ. À, mứt sơ ri á chua chua ngọt ngọt dịu dịu, ăn một lần là phát ngây hồi nào không có biết à nghe. Nhắc tới miền sông nước Tây Nam Bộ, người ta có nhiều những mỹ từ khác nhau, như là quê hương của những dòng sông, vùng đất chín rồng, quê hương nước nổi hay là thiên đường trái cây nữa. Thiệt vậy, trái cây quê mình có hằng hà sa số loại, tươi ngon và rất được lòng thực khách khắp gần xa. Đặc biệt hơn hết, trái cây miền sông nước không chỉ để ăn tươi tráng miệng mà còn góp mặt vào rất nhiều những loại bánh mứt để làm nên một nét ẩm thực vô cùng độc đáo vào mùa Tết ở xứ này. Kể sơ qua thì có mứt chuối, mứt khóm, mứt xoài, mứt mận, mứt dâu da, mãng cầu, mứt dừa và mứt sơ ri nữa. Trái sơ ri chín đỏ hái về sẽ được rửa sạch rồi sên chung với đường cho tới khi trái chuyển màu đỏ và đường kẹo sệt lại thì trút ra mâm, đem phơi qua nắng lớn cho ráo nước đường. Là món mứt ngon lành đã sẵn sàng đem ra đãi khách nhâm nhi được rồi đó. Mứt sơ ri chua chua ngọt ngọt, dẻo và thơm, lại có màu bóng đỏ ưng mắt nên rất được ưa chuộng để làm tươi đẹp hơn cho khai mứt ngày Tết. Và để lai rai uống nước trà hàng ngày thì hợp ý vô cùng. Không như các loại mứt khác, chỉ có khi vào mùa Tết. Ở Gò Công, người ta làm mứt sơ ri quanh năm và cũng quanh năm được khách hàng rất là ưa chuộng. Mứt sơ ri để thết đãi bạn trà, làm quà biếu tặng thơm thảo, hay mứt sơ ri để bỏ chung vô làm thành một nguyên liệu, hay thứ ăn kèm của các loại siro, cốc tay, giúp giải khát vô cùng hiệu quả, nhanh, gọn mà vẫn rất là ngon lành và ưng ý. Để sản xuất được chai rượu sơ ri mang đậm hương vị quê hương đến với khắp xa gần, thì cần nhất chính là nguồn nguyên liệu trái sơ ri phải thật ngon, thật chất lượng. Và nhất thiết, phải chín mọng thì rượu mới thơm và có màu đẹp mắt. Sơ ri trái được sấy cho khô, rồi ngâm cùng rượu ngon trong lưu kiệu
khoảng 6 tháng mới thu được chất dịch rượu đậm đặc. Sau đó lại tiếp tục pha phần dịch rượu này cùng với rượu nếp nền. Theo từng tỷ lệ riêng mà ra thành phẩm rượu sơ ri có nồng độ khác nhau, phù hợp với từng mức tửu lượng của người thưởng thức. Chai rượu sơ ri thu hút người ta, đầu tiên có lẽ chính là cái màu đỏ, nhìn rất là tươi mắt. Tiếp đó là mùi thơm nhẹ nhàng của trái sơ ri, rồi đến cái vị men nồng và hậu ngọt. Uống vào là cứ thấy lâng lâng, dễ chịu lắm. Rượu sơ ri tuy chỉ mới ra đời trong những năm gần đây, nhưng hương vị của nó thì đậm sâu và ngây ngất, không thua kém bất cứ loại danh tửu nào. Từ vùng chuyên canh trái sơ ri ở Gò Công, người ta vận chuyển đi các cơ sở trong tỉnh để làm nên vị men nồng đặc biệt từ thứ trái nhà quê. Ghé thăm nơi trưng bày rượu sơ ri Kha Thi ở Mỹ Tho, đoàn làm chương trình đặc sản miền sông nước đã được ông bà chủ tiếp đón tận tình và giới thiệu quy trình sản xuất kỳ công để cho ra đời những mẻ rượu chất lượng cùng hương vị thơm ngon mà bất kể đàn ông hay đàn bà cũng đều uống được và rất tỉnh chứ không lo bị nhức đầu, chóng mặt bao giờ. Xuất phát từ ý tưởng là muốn đem một cái sản phẩm rượu sơ ri đặc sản của vùng đất Gò Công, tỉnh Tiền Giang đến với người tiêu dùng, và cũng mong muốn rằng là mang một cái hương vị đặc trưng của Gò Công, đó là trái sơ ri. Trái sơ ri Gò Công được mệnh danh là một trong 50 loại trái cây đặc sản được thế giới bình chọn và công nhận. Xuất phát từ những ý tưởng đó mà công ty trách nhiệm hạn Kha Thi đã cho ra đời dòng sản phẩm rượu sơ ri Kha Thi, với mong muốn là đó là một cái sản phẩm đặc trưng của Tiền Giang đến với người tiêu dùng tại tỉnh Tiền Giang nói riêng và các tỉnh lân cận nói chung. Sản xuất chủ yếu là hai dòng sản phẩm rượu sơ ri, một cái dòng sản phẩm là rượu sơ ri 29 độ với cái chai là 500ml, và cái dòng sản phẩm rượu sơ ri 36 độ thì là khoảng 330ml. Hiện nay thì công ty trách nhiệm hữu hạn Kha Thi cũng đã có 11 đại lý trên 11 huyện thị thành của tỉnh. Bên cạnh đó thì công ty đang phát triển dần dần ở các cái tỉnh bạn lân cận giống như Bến Tre, Long An hoặc Đồng Tháp, các tỉnh xung quanh, và đi xa nhất thì rượu sơ ri cũng đã ra tới thủ đô Hà Nội đó, Việt Nam mình. Trong những bữa cơm mặn mòi hương vị sông nước, có dáng áo bà ba của cô thôn nữ, có món ăn quê, có chai rượu sơ ri nồng cay mà hậu ngọt dịu dàng, và có những người dân miền Tây mới gặp khách xa lần đầu mà nhiệt tình mời cơm như thân quen từ lâu lắm. Rót ra chung rượu sơ ri màu đỏ đẹp mắt là đã nghe phảng phất mùi thơm ngọt của sơ ri, đưa lên miệng uống một hơi là thấy đã liền rồi đó. Hơi men nồng lên khiến đôi má người ta thêm hồng, thêm đẹp, chứ không lo bị xỉn. Cứ như vậy, chủ nhà một ly, khách một ly, hết chai rồi mà chuyện nhà quê san sẻ cùng nhau vẫn chưa có hồi kết thúc. Và tấm chân tình của quê hương chắc chẳng khi nào có hồi phai cho được. Theo dõi chương trình tới lúc này đó thì Ngọc Phượng chỉ muốn đưa tay bốc liền lên một trái mứt sơ ri nè, rồi hớp thêm một chung rượu sơ ri nữa. Ta nói á, món mứt sơ ri nha, chua ngọt dịu dàng nhẹ nhàng mà lại mọng đỏ đẹp mắt nữa chứ, nhìn thôi là đã muốn thưởng thức liền rồi. Thêm rượu sơ ri nữa, cay nồng đó mà ngọt hậu, rất êm mà nha. Ta nói đâu cần đợi tới Tết mới có mứt để ăn, đâu cần đợi có dịp mới khui rượu để uống. Chỉ cần về Gò Công là có sẵn ngay mứt sơ ri nè, rượu sơ ri để chúng ta thưởng thức cho đã thèm. Rồi vào những ngày hè oi bức nữa, chỉ cần có ly chè sơ ri nấu với khóm chua nè, thanh thanh, ngọt mát, thì bao nhiêu sự oi bức sẽ tan biến liền cho bà coi. Ăn sơ ri, thương hoài đất Gò Công.